Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 16 tháng 7 năm 2018 gồm có: suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự trình bày tâm tình mục tử tháng 7 của Đức Giám mục Giáo phận Phú Cường. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, từ chương 10 câu 34 đến chương 11 câu 1. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất. Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Quả vậy, Thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng. Kẻ thù của mình chính là người nhà. Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy thì không xứng với Thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy thì không xứng với Thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm thấy được. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp đấng đã sai Thầy. Ai đón tiếp một ngôn sứ vì người ấy là ngôn sứ thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ. Ai đón tiếp một người công chính vì người ấy là người công chính thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống dù chỉ một chén nước lã thôi vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Ra chỉ thị cho 12 môn đệ xong, Đức Giêsu rời chỗ đó, đi dạy dỗ và rao giảng trong các thành thị trong miền. Quý vị và các bạn thân mến, Vance Hanner là một nhà truyền giáo và cũng là một người diễn thuyết nổi tiếng người Mỹ, đã từng nói rằng: một người vợ nếu chỉ trung thành với chồng mình khoảng 85% thì chẳng trung thành gì cả. Cũng vậy, chẳng có sự trung thành nửa vời với Chúa Giêsu. Nhưng mỗi người cần có sự trung thành tuyệt đối vào Chúa, cũng như người chồng hoặc người vợ của mình trong mọi hoàn cảnh. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đề cập đến lòng trung thành theo Chúa với các môn đệ bằng những lời sau: anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất. Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy thì không xứng với Thầy, vân vân. Nhưng tại sao Chúa Giêsu lại nói: Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo? Điều này dường như có vẻ nghe mâu thuẫn với những gì chúng ta nghe trong tin mừng về Chúa Giêsu. Những chỗ khác của tin mừng mô tả Chúa Giêsu là một người mang bình an.
Ngài đã từng nói với các môn đệ rằng, Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Hay, Ngài khuyến khích các môn đệ mang bình an cho những gia đình mà họ đến và được tiếp đón. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ. Và sau khi phục sinh, Chúa Giêsu hiện ra và ban bình an cho các môn đệ để trấn an họ khỏi nỗi sợ hãi. Chúa Giêsu đến, đứng giữa các môn đệ và nói, bình an cho anh em. Thực sự, qua những lời mời gọi của Chúa Giêsu, Ngài muốn đòi buộc các môn đệ của Ngài, cũng như mỗi người chúng ta, phải có sự hiến dâng trọn vẹn cho Ngài, phải có một mối dây liên kết chặt chẽ với Ngài, khi muốn trở thành môn đệ của Ngài. Vì thế, Ngài đòi buộc chúng ta phải chọn lựa dứt khoát, phải cắt đứt hoàn toàn những điều làm chúng ta xa cách Ngài, như lưỡi gươm sắc bén cắt lìa những vật cản trở nó. Quả thực, sự chọn lựa theo Chúa là một thách đố cho mỗi người chúng ta. Hoặc chúng ta yêu Ngài và ghét bỏ tính ích kỷ, tham lam và lợi lộc trần thế. Hoặc chúng ta thờ ơ lãnh đạm với Ngài, nhưng lại gắn bó với tiền tài, danh vọng, những thú vui trần gian. Chúa luôn mời gọi chúng ta chọn lựa theo Ngài cách dứt khoát. Nhưng Chúa cũng cho chúng ta có sự tự do trong việc chọn lựa. Chúng ta được chọn theo Chúa, nhưng chúng ta cũng có quyền khước từ Ngài. Sự chọn lựa này tùy thuộc vào mỗi người chúng ta. Ước gì mỗi người không để những cám dỗ hay đau khổ trần gian làm ảnh hưởng việc chọn lựa theo Chúa. Và xin Chúa cho chúng con có đủ niềm tin vững mạnh để luôn biết chọn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Amen. Gia đình thì không thể theo ta, ai không dám quên mình cũng không vắng thầm giá mình thì không thể theo ta, thì không thể theo ta. Đường ta đi con đường thành ra đường dài đó muôn trùng thể theo ta, ai không muốn quên mình cũng không vắng thầm ra mình thì không thể theo ta, thì không thể theo ta. Ai không bỏ mình cũng không vắng thầm ra mình thì không thể theo ta, ai không dám quên theo ta. Ai không bỏ mình cũng không vắng thầm ra mình thì không thể theo ta, ai không dám quên mình cũng không vắng thầm ra mình thì không thể theo ta, thì không thể theo ta.
tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi Tin Tôn Giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha bổ nhiệm 4 hồng y chủ tịch thừa ủy của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ. Ngày 14 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm 4 vị chủ tịch thừa ủy thay mặt Ngài chủ tọa các phiên họp của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 15 về giới trẻ. Thượng Hội đồng Giám mục này sẽ tiến hành từ ngày 3 đến 28 tháng 10 năm 2018 tại Vatican về đề tài Người trẻ, đức tin và sự phân định ơn gọi. Bốn vị được bổ nhiệm là Đức Hồng Y Luis Rafael Đệ Nhất Sacco, Thượng Phụ Giáo chủ Công giáo Kande, Iraq. Đức Hồng Y Desiree Taraha Zana, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Toamasina, Madagascar. Đức Hồng Y Chak Mung Bo, dòng Đông Bosco, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Yangon, Myanmar. Và Đức Hồng Y Ron Ribat, dòng Thừa Sai Thánh Tâm, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Port Moresby. Cho đến nay, các Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới chỉ có 3 vị Hồng Y Chủ tịch Thừa ủy. Nhưng nay, Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm 4 vị. Cả 4 vị đều đến từ những quốc gia, trong đó các tín hữu Kitô chỉ là thiểu số. Tin Thái Lan. Hội nghị học hỏi và đóng góp cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ. Từ mùng 9 đến ngày 13 tháng 7 vừa qua, Ban Giới Trẻ thuộc Văn phòng Giáo dân và Gia đình của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu FABC tổ chức hội nghị tại trung tâm Mahatay của dòng Chúa Cứu Thế, Pattaya, Thái Lan, để học hỏi và đóng góp cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ với chủ đề Giới trẻ, đức tin và sự phân định ơn gọi sẽ diễn ra tại Roma từ mùng 3 đến 28 tháng 10 năm 2018. Tham dự hội nghị gồm 64 thành viên, 1 tổng giám mục, 9 giám mục, 24 linh mục, 2 tu sĩ và 28 bạn trẻ đại diện 13 quốc gia: Thái Lan, Ấn Độ, Pakistan, Myanmar, Sri Lanka, Bangladesh, Philippines, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, Indonesia, Việt Nam và Cambodia. Đại diện từ Việt Nam bao gồm Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám quản tông tòa Tổng giáo phận Sài Gòn, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, chủ tịch Ủy ban Giới trẻ và Thiếu nhi trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, cha Giuse Lê Quang Việt, thư ký Ban Mục vụ Giới trẻ thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, cha Phaolô Nguyễn Xuân Đường, dòng Chúa Cứu Thế, cha Giuse Nguyễn Thành Công, Sài Gòn và chị Cecilia Ngô Ngọc Tú, Sài Gòn. Thánh lễ khai mạc do Đức cha Joel Bailon, Philippines, chủ sự. Trong phần chia sẻ lời Chúa, Đức cha Bailon mời gọi mỗi tham dự viên hãy để cho Đức Kitô chạm đến và biến đổi để trở nên những người đồng hành với giới trẻ Á Châu. Về nội dung, trước hết, hội nghị lắng nghe tóm tắt 3 tài liệu chính thức chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ, về chủ đề Người trẻ, đức tin và việc phân định ơn gọi. Tài liệu chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục gồm 3 phần: Giới trẻ trong thế giới hôm nay, đức tin và việc phân định ơn gọi, và đường hướng mục vụ cho người trẻ. Tài liệu cuối cùng của cuộc gặp gỡ tiền Thượng Hội đồng Giám mục. Mục đích của cuộc gặp gỡ tiền Thượng Hội đồng Giám mục diễn ra tại Roma từ ngày 19 đến 24 tháng 3 vừa qua là tạo cơ hội cho những người trẻ thể hiện quan điểm của họ về tình trạng, ý tưởng, cảm xúc của họ, đồng thời cũng nói lên những đề nghị của họ. Tham gia cuộc họp này có khoảng 300 bạn trẻ đại diện cho những người trẻ tuổi từ năm châu lục. Tài liệu làm việc cho Thượng Hội đồng Giám mục ấn hành ngày 19 tháng 6 năm 2018 với nội dung: Phần 1. Nhận diện. Giáo hội lắng nghe thực tại, những kinh nghiệm và ngôn ngữ giới trẻ, nền văn hóa vứt bỏ, những thách đố về nhân học và văn hóa, và việc lắng nghe giới trẻ. Phần 2. Diễn giải.
đức tin và việc phân định ơn gọi. Ân phúc giới trẻ, ơn gọi trong ánh sáng đức tin, sự năng động trong việc phân định ơn gọi và nghệ thuật đồng hành. Phần 3. Lựa chọn. Đường hướng mục vụ và sứ mệnh biến đổi, một cái nhìn toàn diện. Quan tâm đến cuộc sống hàng ngày. Cộng đoàn đã được loan báo tin mừng và ra đi loan báo tin mừng. Cổ vũ và tổ chức chăm sóc mục vụ. Một trong những điểm nhấn quan trọng của hội nghị là phần chia sẻ của năm bạn trẻ được gặp gỡ Đức Thánh Cha Francisco và các bạn trẻ trên thế giới quy tụ tại Roma trong cuộc gặp gỡ tiền thượng hội đồng giáo mục vào tháng 3 vừa qua. Theo họ, gặp gỡ Đức Thánh Cha và các bạn trẻ trên thế giới đã giúp họ cảm nghiệm được sức sống mạnh mẽ của đức tin và sự quan tâm của giáo hội đối với giới trẻ. Họ bày tỏ ước nguyện của mình là được đồng hành và trở nên những thành phần tích cực của giáo hội luôn mãi. Các thành phần tham dự hội nghị đã đánh giá cao những chia sẻ của các đại diện đến từ các quốc gia như Indonesia, Việt Nam, Myanmar, Ấn Độ, Pakistan, Đài Loan, Singapore, Philippines, Thái Lan. Đặc biệt, đại diện của nhóm Fondacio và nhóm COYA, tức là Tổ chức Giới Trẻ Công giáo Á Châu. Trong phần chia sẻ của mình, Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng đặt vấn đề về sự cần thiết trong việc đào tạo và đồng hành nhằm giúp giới trẻ phân định và đưa ra những lựa chọn đúng đắn nhằm xây dựng tương lai bản thân cũng như góp phần mình cho giáo hội. Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên đề cập đến một số thách đố căn bản mà giới trẻ phải đối diện trong thế giới hôm nay, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của giáo hội trong việc đồng hành cùng các bạn trẻ, nhằm giúp họ diễn tả căn tính, đời sống và sứ mệnh đích thực của giáo hội trong môi trường sống của mình. Tổ chức Giới Trẻ Công giáo Á Châu chia sẻ về phương thức kết nối các bạn trẻ trong tinh thần yêu thương, liên đới và nâng đỡ đức tin cho nhau trên bình diện giáo hội địa phương và giáo hội hoàn vũ. Nhóm cũng trình bày về những kỹ năng thời sự như sử dụng mạng xã hội và các phương tiện thông tin truyền thông cách hữu ích nhất, cũng như giúp các bạn trẻ hướng về thế giới bên ngoài với phương châm hiệp thông trong phục vụ. Đại diện Ban Tổ chức Đại hội Giới Trẻ Á Châu lần thứ 7 tại Indonesia năm 2017 với chủ đề Giới Trẻ Á Châu Tươi Vui, Sống Tin Mừng tại Châu Á Đa Văn Hóa đã chia sẻ kinh nghiệm về việc tiếp tục tinh thần của Đại hội trong các chương trình cho giới trẻ tại Indonesia, Sống Tin Mừng trong Bối cảnh Đa Văn Hóa và Sắc Tộc của thế giới hôm nay. Khởi đầu mỗi ngày làm việc của hội nghị là thánh lễ. Kết thúc mỗi ngày làm việc là giờ chầu thánh thể với hình thức cầu nguyện TZ. Hội nghị kết thúc với chương trình giao lưu văn hóa của các quốc gia tham dự hội nghị. Tin giáo phận Ban Mê Thuột. Thánh lễ tạ ơn mừng Kim Khánh Chủng Viện Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh Ban Mê Thuột. Sáng ngày 12 tháng 7 vừa qua, tại nhà nguyện Tòa Giám mục Ban Mê Thuột, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột, đã chủ sự thánh lễ tạ ơn mừng 50 năm ngày thành lập Chủng Viện Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh. Đồng tế với Đức Cha Vinh Sơn có cha tổng đại diện, cha trưởng ấn, cha quản lý, cha giám đốc trung tâm mục vụ, quý cha giám đốc chủng viện, quý cha giáo, quý cha quản hạt, quý cha quản sứ, phó sứ trong giáo phận, quý cha xuất thân từ chủng viện Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh. Đặc biệt trong số đó có Đức Cha Giuse Nguyễn Thế Phương, giám mục chính tòa giáo phận Kamloops, Canada. Cùng hiện diện hiệp dâng thánh lễ với quý thầy đại chủng sinh, ứng sinh đang tu học đại chủng viện, có quý tu sĩ nam nữ, quý khách và gia đình cựu chủng sinh Lê Bảo Tịnh. Chủng viện Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh Ban Mê Thuột được thiết lập ngay sau khi thành lập giáo phận năm 1967. Ngày 25 tháng 3 năm 1968, Đức Cha Phêrô Nguyễn Huy Mai, giám mục tiên khởi giáo phận, đã ra văn thư thiết lập chủng viện và trao bài sai bổ nhiệm cha Augustino Nguyễn Văn Trà làm giám đốc. Ngày 8 tháng 9 năm 1968, Chủng viện Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh khai giảng khóa đầu tiên với lớp vô nhiễm gồm 60 chủng sinh.
Từ năm 1968 đến năm 1975, chủng viện tuyển sinh được 7 lớp, vô nhiễm năm 1968, du xe năm 1969, truyền tin năm 1970, Francisco 1971, Teresa 1972, Don Bosco 1973 và Savio năm 1974. Biến cố năm 1975 tưởng chừng đã làm gián đoạn công cuộc đào tạo này của giáo phận. Nhưng trong thời gian khó khăn nhất, giáo phận Ban Mê Thuộc vẫn âm thầm đào tạo các ứng sinh gửi tu học tại Đại chủng viện sao biển Nha Trang. Ngày 26 tháng 2 năm 2007, chủng viện Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh Ban Mê Thuộc khai giảng lại khóa đầu tiên sau 32 năm và tiếp tục tuyển sinh hàng năm. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Giuse Nguyễn Thế Phương chia sẻ niềm vui được đồng tế trong thánh lễ tạ ơn Kim Khánh chủng viện Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh. Ngài kêu mời các thành viên gia đình Lê Bảo Tịnh thể hiện lòng yêu mến Chúa qua việc yêu mến thánh thể và yêu mến lời Chúa. Đức Cha Giuse nói thêm rằng, cánh đồng truyền giáo quá bao la mà bàn tay chúng ta thì nhỏ bé. Xin Chúa cho chúng ta biết cùng nắm tay nhau và tin tưởng lên đường để dám quảng đại cho đi những gì chúng ta nhận lãnh qua vườn ươm Lê Bảo Tịnh. Thánh lễ kết thúc trong niềm vui hồng phúc của quý đức cha, quý tu sĩ, quý khách và gia đình cựu chủng sinh chủng viện Lê Bảo Tịnh. Tin Vatican. Huynh đoàn Thánh Phêrô có tân bề trên tổng quyền. Huynh đoàn Thánh Phêrô đã bầu linh mục Andrei Komorowski, người Ba Lan, làm tân bề trên tổng quyền. Hội nghị khoáng đại của Huynh đoàn Thánh Phêrô đã nhóm họp tại chủng viện quốc tế Đức Mẹ Guadalupe ở Denton, Nebraska, Hoa Kỳ, và đã bầu chọn cha Komorowski làm tân bề trên tổng quyền trong một nhiệm kỳ 6 năm. Cha sẽ thay thế cha tổng quyền John Beck, người Mỹ, đã làm bề trên tổng quyền trong hai nhiệm kỳ vừa qua, kể từ năm 2006. Cha Komorowski sinh tại Ba Lan năm 1975 và được thụ phong linh mục vào năm 2006 sau khi theo học tại chủng viện của huynh đoàn ở Bavaria. Ngài đã từng là trợ lý cho bề trên tổng quyền từ năm 2012 tại trụ sở chính của huynh đoàn ở Fribourg, Thụy Sĩ. Huynh đoàn Thánh Phêrô phân biệt với huynh đoàn Thánh Pio X là một cộng đoàn đời sống tông đồ dành cho các linh mục chỉ cử hành thánh lễ bằng tiếng Latin phiên bản trước Công đồng Vaticano thứ hai. Huynh đoàn Thánh Phêrô có gần 300 linh mục trong 124 giáo phận trên khắp thế giới. Tin Roma. 1.000 bạn trẻ châu Âu hành hương vì hòa bình. Ngày 15 tháng 7 năm 2018, vào lúc 9 giờ 30 phút, 1.000 bạn trẻ châu Âu vì hòa bình của Cộng đoàn Thánh Egidio sẽ vinh danh các chiến sĩ ở Fosse Ardentae. Đó sẽ là một cuộc hành hương lớn, và ở cuối chặng đường, họ sẽ đặt hoa trong hầm, nơi đã diễn ra vụ thảm sát 335 người vô tội trong thời gian Đức Quốc xã chiếm đóng. Tại đây, một lời kêu gọi cũng sẽ được đọc. Nội dung chống lại mọi hình thức của bạo lực và phân biệt chủng tộc trên một lục địa nơi bức tường được đặt sang một bên và tái khám phá nền tảng của hòa bình, đón tiếp và hội nhập. Cuộc hành hương nói trên diễn ra vào ngày cuối cùng của cuộc họp quốc tế Bạn bè Năm Châu Cùng Chung Sống đã diễn ra từ mùng 6 tháng 7 vừa qua tại Roma. Có hơn 1.000 bạn trẻ châu Âu, Đông và Tây tham gia các cuộc họp, các sự kiện, các cuộc thăm viếng. Mục đích của sự kiện này là vì một lục địa mà nó cần phải khởi đầu bằng việc sống cùng nhau, qua việc bảo vệ những người yếu đuối nhất như người già, những người di cư và vô gia cư, chống lại sự phát triển gây chia rẽ được ghi nhận trong thời gian gần đây.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe Tâm tình mục tử tháng 7 năm 2018 của Đức cha Du Sa Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Giáo phận Phú Cường, gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong giáo phận. Tâm tình mục tử tháng 7 này có chủ đề Thăng tiến việc giáo dục nhân bản và đức tin cho thiếu nhi. Anh chị em thân mến, để thực hiện việc thăng tiến mọi thành phần dân Chúa trong thánh tâm Chúa Giêsu, vào tháng 7 của mùa hè năm nay, tôi mời gọi mọi người, đặc biệt là các mục tử, các bậc cha mẹ, các giáo lý viên và các huynh trưởng thiếu nhi cùng quan tâm thăng tiến việc giáo dục nhân bản và đức tin cho các em thiếu nhi trong giáo phận chúng ta. Hãy để trẻ em đến với ta. Đó là niềm khát mong và thao thức của Chúa Giêsu. Ngài muốn các trẻ thơ phải được quan tâm, chăm sóc cách lành mạnh và đầy đủ, bởi vì đó là điều cần thiết để có được những người lớn tốt đẹp và hữu ích. Nếu Chúa Giêsu có thể lên tiếng như ngày xưa, hẳn Ngài cũng sẽ mạnh mẽ yêu cầu việc quan tâm, chăm sóc đời sống nhân bản và đức tin của các em thiếu nhi là những mầm non tương lai của giáo hội và xã hội. Thực tế, ngày nay, trong nhiều gia đình, chủ nghĩa khoa bảng đã khiến các cha mẹ lao vào việc đầu tư cho con em mình đủ mọi kiến thức để trở thành kỹ sư, bác sĩ, v.v. Cha mẹ lo cho con đi học chính khóa, học thêm, học phụ đạo, học vi tính, học ngoại ngữ, nhưng lại ít quan tâm đến việc giáo dục nhân bản và đức tin cho con cái mình. Nhiều bậc cha mẹ tỏ ra quá dễ dàng để cho con cái mình bỏ học giáo lý hay coi nhẹ việc tham dự thánh lễ. Ngay cả các giờ kinh gia đình cũng bị giảm bớt, thậm chí là lãng quên. Bên cạnh đó, không ít cha mẹ đã vô tư cung cấp cho con cái mình các phương tiện truyền thông hiện đại, nhưng lại không quan tâm giúp cho chúng biết sử dụng những thiết bị ấy cách đúng đắn và hữu ích. Vì thế, nhiều thiếu nhi đã rơi vào cảnh nghiện ngập trong thế giới ảo, thích chơi game hơn học tập, thích ở trên mạng hơn sống trong tương giao gần gũi với gia đình và những người xung quanh, trở nên dửng dưng với đời sống thực tế, chán ngán những bài học nhân bản và những chân lý đức tin. Thật đáng mừng khi có nhiều giáo xứ đã tích cực quan tâm đến việc giáo dục nhân bản và đức tin cho giới thiếu nhi từ giai đoạn khai tâm và những lứa tuổi. Các em được chăm sóc, dạy dỗ không chỉ để lãnh các bí tích cho xong, nhưng nhằm giúp cho các em được hấp thụ một nền giáo dục lành mạnh và toàn diện hơn để có thể trở nên những con người Kitô hữu trưởng thành, thực sự hữu ích cho giáo hội và xã hội. Nhưng cũng thật đáng buồn và đáng lo ngại nếu trong giáo xứ mà vị mục tử thờ ơ và thiếu trách nhiệm trong việc giáo dục nhân bản và đức tin cho các thiếu nhi. Để các em thiếu nhi dễ dàng đến với Chúa và gặp Chúa, chúng ta cần tạo ra một môi trường tốt cho việc giáo dục đức tin. Thật đáng tiếc một số giáo xứ vì sợ mất giờ nên đã bỏ việc đọc kinh, các kinh cơ bản và thông thường, nên nhiều thiếu nhi không còn thuộc kinh. Thậm chí có những em tu sinh đã tỏ ra lúng túng khi phải đọc những kinh cơ bản như kinh Tin Cậy Mến, kinh Tin Kính, 10 điều răn, 8 mối phúc, các mầu nhiệm mân côi. Thực tế cho thấy đức tin không chỉ được thông truyền trong các giờ dạy giáo lý, mà còn trong các buổi cử hành phụng vụ và các giờ kinh nguyện của cộng đoàn. Nơi đây các em có điều kiện tốt để củng cố và thể hiện đức tin của mình. Vì thế các bậc cha mẹ, các vị mục tử và các giáo lý viên cần quan tâm sắp xếp, tạo điều kiện thuận lợi để các em thiếu nhi được tham dự vào các giờ kinh nguyện và những cử hành phụng vụ chung nơi gia đình cũng như nơi cộng đoàn giáo xứ. Về việc dạy giáo lý, ở một số giáo xứ, giáo lý vẫn còn bị xem là những bài lý thuyết cần phải thuộc lòng để được lãnh bí tích. Việc giảng dạy chưa thực sự có phương pháp sư phạm phù hợp và chưa gắn liền với chứng từ sống động của người giảng dạy. Có những giáo lý viên và huynh trưởng chưa được đào tạo đúng mức, chưa hiểu vai trò của mình, chưa nắm vững những kiến thức cơ bản,
chưa có được những kỹ năng cần thiết nên đã khiến giờ giáo lý trở nên buồn tẻ, hay chỉ còn là giờ nhồi nhét những kiến thức giáo lý, thần học và luật lệ khô cứng. Chắc chắn các thiếu nhi sẽ ngao ngán khi đến nhà thờ và các buổi giáo lý nếu cứ phải đi vào những bầu khí sợ sệt vì bị cấm đoán, ngâm đe, thay vì được đón tiếp trong yêu thương, khích lệ. Thực ra, các em thiếu nhi những trang giấy trắng đang chờ in những hình ảnh tươi đẹp. Các em cần được thụ hưởng một nền giáo dục chân chính về nội dung và hiệu quả về phương pháp để làm vốn liếng hành trang hữu ích cho suốt cuộc hành trình làm người và sống đức tin. Trách nhiệm giáo dục đức tin thuộc về mọi Kitô hữu, bởi vì qua bí tích rửa tội, mọi Kitô hữu đều là giáo lý viên và được mời gọi tham gia vào công trình giáo dục đức tin. Theo lời Đức Gioan Phaolô thứ hai, mỗi chúng ta vừa là đích điểm, vừa là khởi điểm của việc huấn luyện. Chúng ta càng tự rèn luyện mình thì càng có khả năng huấn luyện người khác. Chính đời sống chính tá của các bậc cha mẹ trong gia đình sẽ tạo nên một môi trường tốt cho việc phát triển đức tin của con em mình. Thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 2007 đã nhắc: gia đình của anh chị em phải trở nên như một trường học về đức tin, một nơi để cầu nguyện, một môi trường sống bác ái yêu thương và rèn luyện tinh thần tông đồ để làm chứng nhân cho Chúa. Các giờ sinh hoạt, các buổi cắm trại của đoàn thiếu nhi thánh thể cũng là môi trường tốt giúp các em được huấn luyện nhân bản, sống hài hòa với thiên nhiên, học giáo lý và thực hành sống đức tin. Thật may mắn, ban phụ trách thiếu nhi của giáo phận chúng ta đã khéo léo vận dụng thời gian nghỉ hè để tổ chức các buổi sinh hoạt rất đặc biệt cho các em thiếu nhi và huấn luyện các huynh trưởng thiếu nhi. Nhờ vậy, đời sống nhân bản và tâm linh của các em có nhiều cơ hội được củng cố và các kỹ năng sống cũng được phát triển, giúp các em ngày càng cởi mở, tự tin hơn trong đời sống nhân bản và trong cuộc sống đức tin. Chắc chắn, trong hoàn cảnh thực tế của mình, các mục tử không thể trực tiếp chăm lo cho các thiếu nhi cách đầy đủ được. Vì thế, cần sự hỗ trợ của các tu sĩ và cần quan tâm tới việc đào tạo giáo lý viên, huynh trưởng thiếu nhi để việc chăm sóc, giáo dục nhân bản và đức tin cho các thiếu nhi được phong phú và đầy đủ hơn. Hẳn nhiên, các cộng sự viên này không chỉ hỗ trợ cho các mục tử trong việc chăm lo cho các thiếu nhi, nhưng còn hứa hẹn trong những lĩnh vực khác của giáo xứ nữa. Tuy nhiên, các mục tử không nên khoáng trắng việc giáo dục đức tin cho một số tu sĩ, các giáo lý viên, các huynh trưởng trong giáo xứ, nhưng hãy đồng hành để định hướng, giúp đỡ và giải quyết kịp thời những khó khăn của họ. Đồng thời, cũng cần thường xuyên tổ chức các khóa huấn luyện nhằm nâng cao trình độ và phương pháp giảng dạy sao cho giờ giáo lý trở nên hấp dẫn, lôi cuốn, hiệu quả và phù hợp với thời đại và lứa tuổi. Các phương tiện truyền thông như máy chiếu, phim ảnh, băng đĩa, nhạc PowerPoint, video clip, v.v. nếu biết sử dụng sẽ đem lại rất nhiều hiệu quả trong việc giáo dục nhân bản và đức tin. Nếu các em thiếu nhi được lớn lên trong một môi trường giáo dục đức tin và nhân bản tốt, chúng sẽ trở nên niềm hy vọng và vui mừng cho mọi người và khai mở tương lai tươi sáng cho cả giáo hội. Như Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói, thiếu nhi mang đến niềm vui cho mỗi người chúng ta, chúng là mùa xuân của cuộc đời và là lời báo trước về trang sử sắp đến của mỗi miền quê hương trần thế. Quả thật, hơn bao giờ hết, ngày nay xã hội và giáo hội rất cần ý thức và tích cực quan tâm chăm sóc, giáo dục nhân bản và đức tin cho các thiếu nhi, để tương lai của gia đình nhân loại được tươi sáng và hạnh phúc hơn. Xin Thánh Tâm Chúa Giêsu ban muôn ơn phúc lành và hun đúc lòng nhiệt thành của chúng ta trong việc giáo dục nhân bản và đức tin cho các em thiếu nhi, mầm non tương lai của xã hội và giáo hội. Thân ái chào anh chị em. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ở bài trước, sau khi khảo sát ý nghĩa của nghi thức bẻ bánh và hòa trộn mình và máu thánh, chúng ta đã bàn về kinh chiên Thiên Chúa Agnus Dei với việc tìm hiểu Chúa Giêsu là chiên vượt qua mới, chịu sát tế vì chúng ta. Hôm nay, chúng ta sẽ nói tiếp về kinh chiên Thiên Chúa và sau đó chuyển qua phần hiệp lễ. Lạy chiên Thiên Chúa. Trong kinh chiên Thiên Chúa, chúng ta ngỏ lời với Chúa Giêsu bằng cách nói: Lạy chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian. Những lời này xuất phát từ Thánh Gioan Tẩy Giả. Thánh Gioan là người đầu tiên ám chỉ Chúa Giêsu là chiên Thiên Chúa. Trong lúc đang thi hành sứ vụ làm phép rửa ở sông Giô-đan, khi thấy Chúa Giêsu, ngài kêu lên: Đây là chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa bỏ tội trần gian. Có nhiều điều được gói ghém trong lời phát biểu ngắn gọn này. Bằng những lời như thế, Thánh Gioan đang nhận ra Chúa Giêsu là tôi trung đau khổ vĩ đại đã được ngôn sứ Isaiah tiên báo. Ngôn sứ Isaiah tiên báo rằng một ngày nào đó Thiên Chúa sẽ sai một người đến để cứu Israel khỏi tội lỗi, và người này sẽ thực hiện bằng cách chịu đau khổ như chiên bị đem đi làm thịt. Hơn nữa, người tôi trung này của Đức Chúa sẽ mang lấy tội lỗi nhân loại và hiến thân làm của lễ đền tội, và hy lễ của người sẽ có sức mạnh cứu độ. Nhờ hy lễ này, nhiều người sẽ được nên công chính. Tất nhiên, việc đề cập đến một con chiên bị sát tế nhắc nhớ những con chiên vượt qua. Nhưng yếu tố mới được đưa vào trong sách ngôn sứ Isaiah là ý niệm về một người dâng đời sống mình như hy tế đền tội. Do vậy, khi Thánh Gioan Tẩy Giả gọi Chúa Giêsu là con chiên, đấng xóa tội trần gian, ông đồng hóa người không chỉ với chiên vượt qua, mà còn là người tôi trung đau khổ đã được chờ đợi từ lâu mà sách Isaiah chương 53 đã đề cập. Con chiên dâng hiến đời sống làm hy lễ đền tội. Thật là thích hợp khi chúng ta đọc kinh chiên Thiên Chúa vào giây phút đặc biệt này trong thánh lễ. Trong khi linh mục chủ tế bẻ bánh, cộng đoàn hợp với Thánh Gioan Tẩy Giả nhận ra Chúa Giêsu là con chiên và tôi trung trong sách Isaiah chương 53, đấng đã hiến dâng đời sống mình làm hy lễ đền tội. Chúa Giêsu là chiên đã bị dẫn đi làm thịt. Chúa Giêsu là đấng mà hy lễ của người làm cho nhiều người nên công chính. Vì thế, chúng ta gọi Chúa Giêsu là chiên Thiên Chúa và thưa với người rằng, nhờ sự chết của người, người xóa bỏ tội lỗi trần gian. Kinh nguyện này thường được lặp lại 3 lần. Lạy chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian. Điều này vọng lại những kinh nguyện khác được lặp lại 3 lần trong thánh lễ. Trong kinh thú nhận, mỗi người chúng ta thừa nhận lầm lỗi của mình 3 lần, khi nói, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Sau đó, trong kinh thương xót, 3 lần chúng ta kêu cầu lòng thương xót của Thiên Chúa. Bây giờ, sau khi tung hô Đức Chúa 3 lần thánh, trong kinh thánh thánh thánh, và ngay trước khi hiệp lễ, chúng ta xin lòng thương xót và bình an từ đấng duy nhất có thể cứu chúng ta khỏi tội lỗi. Chiên Thiên Chúa, đấng dâng hiến đời sống mình vì chúng ta, thế nên đã xóa bỏ tội trần gian. Cũng nên lưu ý rằng, kinh lạy chiên Thiên Chúa cũng bao gồm một lời kêu cầu được lặp lại. Xin thương xót chúng con, tương tự như kinh thương xót. Lần cuối cùng Đức Giêsu được ngỏ lời là chiên Thiên Chúa, lời xin ơn thương xót chuyển thành lời kêu cầu ơn bình an. Điều này liên kết kinh chiên Thiên Chúa với dấu bình an vừa được thể hiện, và tiên báo sự hiệp nhất sẽ được thành hình khi đón nhận thánh thể. Hiệp lễ. Có khi nào bạn nghĩ về thánh lễ như một tiệc cưới chưa? Khi nghĩ về thánh lễ, các từ ngữ,
phụng vụ, hiệp thông, sự hiện diện thực sự hoặc hy tế có thể dễ dàng xuất hiện trong đầu bạn. Nhưng một cuộc hôn nhân thì sao? Từ các giáo phụ cho tới nhà thơ huyền bí Gioan Thánh Giá, rồi đến các tác phẩm thần học của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, truyền thống Công giáo thường mô tả hiệp lễ, tột đỉnh của thánh lễ, là sự hiệp thông mật thiết với tân lang thần linh, là Chúa Giêsu Kitô trong thánh thể. Chúng ta có thể hiểu rằng, thánh lễ là một lễ cưới, bằng cách xem xét những lời linh mục chủ tế đọc ngay trước khi hiệp lễ. Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa. Những lời này được lấy từ đỉnh điểm của sách Khải Huyền, và thực sự là của toàn bộ Thánh Kinh. Để hiểu ý nghĩa trọn vẹn của những lời này, chúng ta cần trở lại và suy xét xem chúng xuất hiện trong bối cảnh rộng lớn hơn ở phần này của sách Khải Huyền như thế nào. Alleluia. Trong sách Khải Huyền chương 19 từ câu 1 đến câu 6, chúng ta thấy đoàn người đông đảo trên trời, cùng với các thiên thần và các vị kỳ mục, hát một bài ca mới mừng Đức Chúa. Bốn lần các ngài tung hô Alleluia trong lời ngợi khen Thiên Chúa. Điều này rất có ý nghĩa, bởi vì từ Alleluia là một thuật ngữ phụng vụ quan trọng, có nghĩa là chúc tụng Gia-vê. Trong khi được tìm thấy nhiều lần ở Cựu Ước, từ này chỉ được sử dụng bốn lần trong toàn Tân Ước. Và tất cả bốn trường hợp đều xảy ra ngay tại đây, liên tiếp dồn dập trong sáu câu này của sách Khải Huyền chương 19. Hợp xướng của các vị hát bài Alleluia trong Khải Huyền chương 19 từ câu 1 đến câu 6, làm cho chúng ta nghĩ đến các thánh vịnh ca ngợi nổi tiếng trong Cựu Ước. Đó là các thánh vịnh 113 đến 118. Nhóm thánh vịnh này được gọi là ca ngợi, bởi vì nhiều thánh vịnh trong nhóm mở đầu và kết thúc bằng từ Alleluia, ngợi khen Thiên Chúa vì công trình cứu độ của người. Điều thú vị ở đây là, các thánh vịnh ca ngợi này là những bài ca mà người Do Thái hát trong suốt bữa ăn vượt qua. Họ hát Alleluia để ca ngợi Gia-vê, Đấng đã giải thoát Israel khỏi người Ai Cập trong cuộc xuất hành, và là Đấng cứu chuộc dân người một lần nữa. Thực vậy, đây chính là những bài ca Chúa Giêsu đã hát trong bữa ăn vượt qua cuối cùng của người, tức là bữa tiệc ly, khi người thiết lập thánh thể. Tiệc cưới con chiên. Nền tảng này có lẽ cung cấp một đầu mối quan trọng để hiểu được những điều cuối cùng về bốn lời Alleluia từ câu 6 trong sách Khải Huyền chương 19. Một bước ngoặt trong phụng vụ thiên quốc, khi đoàn người đông đảo vang lên lời ca tụng Thiên Chúa vì tiệc cưới con chiên. Alleluia, Đức Chúa là Thiên Chúa toàn năng, đã lên ngôi hiển trị. Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ, dâng Chúa lời tôn vinh. Vì nay đã tới ngày cử hành hôn lễ con chiên, và hiền thê của người đã điểm trang lộng lẫy. Sách Khải Huyền chương 19 câu 6 đến câu 8. Và thiên thần bảo thánh Gioan viết: Hạnh phúc thay kẻ được mời đến dự tiệc cưới con chiên. Sách Khải Huyền chương 19 câu 9. Tiệc cưới con chiên là gì? Đó là bữa tiệc của Chúa, là thánh thể. Trước hết, bữa tiệc và con chiên gợi lại bữa tiệc vượt qua, trong đó những người Do Thái sát tế một con chiên và ăn thịt con chiên ấy như món chính của bữa ăn. Hơn nữa, khi chúng ta đọc về tiệc cưới con chiên trong hợp xướng thánh vịnh ca ngợi, giống như những lời Alleluia trong các câu 1 đến câu 6, những ám chỉ về lễ vượt qua trở nên rõ ràng hơn. Vậy nên, bữa tiệc đỉnh cao này của con chiên hiển nhiên là một kiểu bữa ăn vượt qua nào đó, và dưới ánh sáng của bối cảnh phụng vụ trong sách Khải Huyền,
bữa tiệc này được hiểu như lễ vượt qua mới, tức là thánh thể. Nhưng đoạn này cho chúng ta biết một điều gì đó ấn tượng hơn nhiều. Trong sách Khải Huyền chương 19 từ câu 6 đến câu 9, con chiên được mặc khải như là tân lang. Và điều này cho thấy tiệc vượt qua này là tiệc cưới. Vị tân lang, con chiên là Chúa Giê-xu, và tân nương là chúng ta, tức là giáo hội, là người mà Chúa Giê-xu đến để kết hôn với. Thực vậy, đây là tiệc cưới, trong đó con chiên hiệp nhất chính mình với hiền thê của người, tượng trưng cho sự viên mãn trong mối hiệp nhất giữa Chúa Kitô và giáo hội. Chính trong hôn lễ thiên quốc giữa Chúa Giê-xu và giáo hội mà chúng ta tham dự phụng vụ thánh thể, ở đây, ngay trên trần gian này, như nếm trước sự hiệp thông mà chúng ta hy vọng sẽ có được cùng với tân lang thần linh đến muôn thuở muôn đời. Vì thế, khi nói, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa, linh mục chủ tế lặp lại lời các thiên thần mời gọi đến dự tiệc cưới con chiên trong sách Khải Huyền, chương 19 câu 9. Khi bạn nghe những lời này trong thánh lễ, bạn có nhận thấy rằng mình đang nhận lời mời dự tiệc cưới? Bạn đang được mời tham dự tiệc cưới của Chúa Giê-xu và giáo hội. Và trên hết, bạn không phải là một vị khách bình thường trong tiệc cưới này. Bạn là tân nương, hiền thê. Khi bạn tiến lên hiệp lễ, như một thành viên của giáo hội, bạn đang đến để được hiệp nhất với tân lang của bạn là Chúa Giê-xu. Thực vậy, hiệp lễ có chiều kích hôn nhân. Vợ chồng trao hiến cho nhau trong hành vi hôn nhân, hiệp nhất thân thể của họ một cách mật thiết nhất có thể. Tương tự như vậy, tân lang thần linh đến kết hiệp chính mình với chúng ta, theo cách mật thiết nhất, ở đây, trên thế gian này, khi ban chính mình và máu người cho chúng ta trong thánh thể. Điều này giải thích tại sao truyền thống tạ ơn sau hiệp lễ rất quan trọng. Chúng ta phải ao ước ở lại cùng Chúa chúng ta, thưa chuyện với người, và tạ ơn người nhiều thời điểm trong cuộc đời. Nhưng đặc biệt nhất là lúc này, sau hiệp lễ, khi người đang ngự trong linh hồn chúng ta. Chẳng người chồng tốt nào lại đi kiểm tra thư điện tử, hoặc cắt cỏ, ngay sau khi có mối quan hệ thân mật với vợ mình. Và chúng ta đừng nên vội vàng chạy ra bãi xe, nói chuyện với bạn bè, đi uống cà phê hay đi ăn bánh, trong khi vị tân lang của chúng ta đang cư ngụ cách thân mật trong mình. Đây là thời gian để chúng ta ở lại với người yêu, dâng lên người mối bận tâm và lời tạ ơn dịu dàng, đồng thời diễn tả tình yêu của chúng ta dành cho người. Trong ý nghĩa này, thánh lễ thực sự là tiệc cưới. Giống như tân nương, người mong ước ở cùng tân lang của mình, tâm hồn chúng ta cũng phải tràn đầy khát khao nồng nhiệt được kết hiệp với tân lang thần linh của chúng ta, mà chính thánh thể người đi vào thân thể chúng ta một cách bí tích và mật thiết nhất. Mục học hỏi phụng vụ xin khép lại đây. Bài trình bày được biên tập dựa theo tập sách Tìm hiểu thánh lễ của tác giả Edward Sri, có bản dịch Việt ngữ của tu sĩ Giuse Trần Công Thượng, dòng Đa Minh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong loạt bài tổng kết về học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo
Hôm nay, chúng ta tiếp tục nói về ý nghĩa của học thuyết xã hội Công giáo về việc xây dựng nền nhân bản toàn diện và liên đới. Học thuyết xã hội Công giáo giúp cho chúng ta có một cái nhìn tổng lược nhưng đầy đủ về bố cục cơ bản của toàn bộ giáo huấn xã hội Công giáo. Nhờ cái nhìn tổng lược ấy, chúng ta có thể tiếp cận các vấn đề xã hội hiện nay một cách thích đáng, nhưng phải nhìn các vấn đề ấy như một tổng thể thống nhất, vì càng ngày chúng càng có liên hệ với nhau, ảnh hưởng đến nhau và càng ngày càng trở thành mối quan tâm của toàn thể gia đình nhân loại. Giáo huấn xã hội của giáo hội muốn giới thiệu một cách tiếp cận có hệ thống để tìm ra giải pháp cho các vấn đề. Hầu mọi phân định, phán đoán và quyết định của chúng ta đều phù hợp với thực tế, cũng như sự liên đới và hy vọng của chúng ta sẽ có tác dụng lớn hơn trên các tình thế phức tạp hiện nay. Thật vậy, theo lý giải của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trong thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100 năm 1991 số 55, thì các nguyên tắc trong học thuyết xã hội Công giáo đều có liên quan với nhau. Nguyên tắc này soi sáng cho nguyên tắc kia, bao lâu chúng còn phản ánh quan điểm Kitô giáo về nhân học, và cũng là những kết quả rút ra được từ mặc khải của Thiên Chúa về tình yêu của Ngài đối với con người. Tuy nhiên, chúng ta luôn phải cập nhật liên tục các suy tư của chúng ta về các vấn đề xã hội này, vì thời gian trôi qua và các hoàn cảnh xã hội đổi thay không ngừng, để chúng ta có thể giải thích đúng đắn các dấu chỉ mới của thời đại. Học thuyết xã hội Công giáo là một công cụ giúp chúng ta phân định về mặt luân lý và mục vụ các biến cố phức tạp đang ghi dấu trên thời đại hôm nay. Học thuyết này cũng được xem như một kim chỉ nam giúp cá nhân cũng như tập thể có những thái độ và lựa chọn để mọi người có thể nhìn về tương lai một cách tin tưởng và hy vọng nhiều hơn. Cũng thế, học thuyết xã hội của giáo hội luôn hỗ trợ người tín hữu hiểu biết về giáo huấn của giáo hội về luân lý xã hội. Từ đó, các tín hữu có thể đưa ra những đối sách mới đáp ứng các yêu cầu của thời đại, bắt kịp các nhu cầu và các năng lực của con người. Nhưng trên hết, theo Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trình bày trong tông huấn Christi Fideles Laici năm 1989 số 15, học thuyết xã hội còn muốn tạo nên động lực thúc đẩy việc khám phá lại ơn gọi của các đoàn sủng khác nhau trong giáo hội nhằm phục vụ công cuộc phúc âm hóa trật tự xã hội, vì mọi thành phần trong giáo hội đều tham dự vào chiều kích trần thế này. Như thế, học thuyết xã hội của giáo hội nhắm đến mục đích thúc đẩy cuộc đối thoại với bất cứ ai chân thành mong muốn điều tốt đẹp cho nhân loại. Học thuyết xã hội của giáo hội trước tiên hướng đến các giám mục là những vị sẽ quyết định dùng những phương pháp nào thích hợp nhất để phổ biến và giải thích học thuyết này một cách đúng đắn. Thật vậy, trong nhiệm vụ giảng dạy, các giám mục có bổn phận phải dạy rằng các thực tại trần thế và các tổ chức nhân loại đã được sắp đặt để cứu độ con người theo như kế hoạch của Thiên Chúa tạo hóa. Và vì thế, tất cả các thực tại và các tổ chức ấy có thể đóng góp không nhỏ vào việc xây dựng nhiệm thể Chúa Kitô. Các linh mục, các nam nữ tu sĩ và nói chung tất cả những người có trách nhiệm đào tạo đều sẽ tìm thấy ở học thuyết xã hội Công giáo kim chỉ nam cho công tác giảng dạy và công cụ cho việc làm mục vụ của mình. Hiến chế tín lý Lumen Gentium, ánh sáng muôn dân của Công đồng Vaticano Đệ Nhị số 31 ngỏ lời với các tín hữu giáo dân, những người tìm kiếm nước trời bằng cách dấn thân vào các việc trần thế và hướng dẫn chúng theo ý muốn của Thiên Chúa, đó là sẽ tìm ra ánh sáng giúp họ thấy rõ sứ mạng riêng biệt của mình. Nói chung,
các cộng đồng Kitô hữu có thể dựa vào nền tảng của học thuyết xã hội Công giáo để phân tích các hoàn cảnh cách khách quan, làm sáng tỏ các hoàn cảnh ấy dựa vào những lời bất di bất dịch của Tin Mừng, hay rút ra những nguyên tắc để suy nghĩ, những tiêu chuẩn để phán đoán và những đường hướng để hành động. Hơn nữa, học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo cũng được gửi tới các anh chị em thuộc các giáo hội và các cộng đồng giáo hội khác, gửi tới các tín đồ của các tôn giáo cũng như tất cả những người thiện chí đang dấn thân phục vụ công ích. Ước chi họ tiếp nhận học thuyết này như kết quả của một kinh nghiệm phổ quát của con người, được ghi dấu bằng vô số các dấu hiệu cho biết Thánh Thần Thiên Chúa đang hiện diện. Đó là một kho tàng gồm cả điều cũ lẫn điều mới mà giáo hội muốn san sẻ trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, vì từ nơi Thiên Chúa sẽ tuôn đổ mọi ơn lành và mọi phúc lộc tuyệt hảo. Quả là một dấu hiệu đáng hy vọng khi các tôn giáo và các nền văn hóa hiện nay tỏ ra rất sẵn sàng đối thoại và đang cảm thấy nhu cầu cấp bách phải hợp lực để đẩy mạnh công lý, tình huynh đệ, hòa bình và sự phát triển của con người. Công đồng Vaticano đệ nhị đã diễn giải trong hiến chế mục vụ Gaudium et Spes, Vui mừng và hy vọng, số 92 như sau. Giáo hội Công giáo liên kết nỗ lực của mình với nỗ lực của các giáo hội và cộng đồng giáo hội khác trong lĩnh vực xã hội, bất kể về mặt lý thuyết hay về mặt thực hành. Cùng với họ, giáo hội Công giáo tin rằng người ta có thể rút tỉa từ kho tàng chung là các giáo huấn xã hội đã được truyền thống sống động của dân Chúa lưu giữ, những động lực và những định hướng giúp mọi người cộng tác với nhau chặt chẽ hơn để xúc tiến công lý và hòa bình. Phục vụ sự thật toàn vẹn về con người. Giáo hội muốn qua học thuyết xã hội Công giáo nhằm phục vụ con người trong thời đại hôm nay. Hiến chế tín lý Dei Verbum của Công đồng Vaticano đệ nhị số 2 đã khẳng định rằng giáo hội để lại cho nhân loại di sản là học thuyết xã hội của mình, cũng theo phương cách đối thoại mà chính Thiên Chúa đã làm khi ngỏ lời với mọi người như với bạn hữu mình, và đi lại giữa mọi người qua con một đã làm người của mình. Hiến chế mục vụ Gaudium et Spes, Vui mừng và hy vọng, số 3, tiếp tục minh định thêm về học thuyết xã hội Công giáo, rằng học thuyết này đặc biệt quan tâm đến con người duy nhất và toàn diện, với thể xác và linh hồn, với tình cảm và lương tâm, với lý trí và ý chí, như là then chốt cho toàn thể phần trình bày của mình. Trong viễn cảnh ấy, số 3 của hiến chế Vui mừng và hy vọng xác quyết rằng, không vì một tham vọng trần thế nào, chỉ theo đuổi một mục tiêu duy nhất là xúc tiến công việc của Đức Kitô dưới sự hướng dẫn thân tình của Chúa Thánh Thần. Vì Đức Kitô đã đến thế gian này là để làm chứng cho sự thật, để cứu độ, chứ không phải để lên án, để phục vụ, chứ không phải để được người ta phục vụ. Thông qua học thuyết xã hội, giáo hội muốn đóng góp phần sự thật của mình để trả lời cho vấn đề con người, trong thiên nhiên và trong xã hội con người, một vấn đề mà các nền văn minh và văn hóa đang phải đối mặt khi chúng biểu hiện cho sự khôn ngoan của con người. Bắt nguồn từ một quá khứ đã có hàng ngàn năm và được biểu hiện qua những hình thức như tôn giáo, triết học và thi ca, theo từng thời đại và từng dân tộc, các nền văn minh và văn hóa ấy đưa ra cách lý giải riêng của mình về vũ trụ và xã hội con người, cũng tìm cách hiểu thế nào là hiện hữu và mầu nhiệm hiện hữu. Tôi là ai? Tại sao lại có sự đau khổ, sự dữ, chết chóc, bất chấp mọi tiến bộ đã được thực hiện? Những thành quả con người đã đạt được có còn giá trị gì khi con người phải trả một cái giá đắt tới mức không thể chịu nổi? Còn gì nữa sau cuộc đời này? Đó là những vấn nạn căn bản luôn xuất hiện trong cuộc đời con người. Về điểm này, chúng ta có thể nhớ lại lời nhắn nhủ "Hãy tự biết lấy mình" được khắc trên cổng đền thờ Delphi. Lời đó xác nhận một sự thật căn bản là con người được mời gọi tách riêng ra khỏi các thụ tạo khác. Con người chỉ thật sự là con người do tự bản chất con người luôn hướng tới việc tìm biết chính mình.
đời sống con người, xã hội và lịch sử sẽ đi theo hướng nào tùy thuộc rất nhiều vào những câu trả lời của học thuyết xã hội Công giáo, đáp ứng cho những câu hỏi về vị trí của con người trong thiên nhiên và xã hội. Thật vậy, ý nghĩa sâu xa nhất của cuộc sống con người được lộ ra khi con người tự do tìm kiếm sự thật nào có thể định hướng và đem lại sự sung mãn cho cuộc sống. Những vấn nạn đã nhắc tới trên đây là những vấn nạn không ngừng thu hút lý trí và ý muốn của con người dấn thân vào công cuộc tìm kiếm ấy. Những vấn nạn ấy cũng chính là sự biểu hiện cao cả nhất của bản tính con người, vì chúng đòi con người phải đáp trả sâu xa tới mức bắt mỗi cá nhân phải dấn thân bằng cả cuộc sống của mình. Từ đó, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã chỉ ra trong diễn văn tại buổi triều yết chung ngày 19 tháng 10 năm 1983, số 2, về những vấn đề chủ yếu mang tính tôn giáo như sau. Khi tra cứu nguyên nhân của sự vật, đồng thời muốn tìm kiếm câu trả lời cuối cùng và trọn vẹn nhất, lý trí con người sẽ đi tới tột đỉnh và mở ra với thế giới của tôn giáo. Tính tôn giáo chính là biểu hiện thanh cao nhất của con người, vì đó chính là cao điểm của một bản tính có lý trí. Tính tôn giáo xuất phát từ khát vọng sâu xa của con người, khát vọng tìm kiếm sự thật. Nhưng tính tôn giáo cũng là nền tảng cho việc tìm kiếm thế giới thần linh cách tự do và riêng tư. Những vấn đề căn bản đi theo con người trong suốt cuộc hành trình ngay từ lúc khởi đầu đến nay còn mang nhiều ý nghĩa hơn nữa. Vì thời đại của chúng ta ngày nay phải đương đầu với những thách đố lớn lao, các tình huống mới mẻ và các quyết định quan trọng khi đối diện với các thế hệ mới. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện. Trong một lớp học,
Cô giáo quan sát thấy có một học sinh nghèo luôn bị đám học sinh con nhà giàu bắt nạt và loại ra khỏi các trò chơi. Thấy vậy, cô liền hỏi đám bạn con nhà giàu tại sao không nói chuyện và chơi chung với cô bé học sinh nhà nghèo đó. Các học sinh liền trả lời, thưa cô, tại vì nhà bạn ấy nghèo phải đi bán vé số, trong quần áo bạn ấy vừa xấu xí vừa dơ bẩn. Quý vị và các bạn thân mến, thái độ và suy nghĩ của đám học sinh con nhà giàu có phần nào giống với thái độ của nhóm biệt phái đối với Chúa Giêsu và những người tội lỗi? Khi thấy Chúa Giêsu trò chuyện và ăn uống với người thu thuế và người tội lỗi, họ lên án bắt lỗi Chúa Giêsu. Họ cho rằng thu thuế là một nghề phản quốc, đục khoét của người dân và làm giàu cho đế quốc. Chúa Giêsu không đánh giá người khác qua nghề nghiệp, nhưng nhìn sâu vào tận tâm hồn. Người đã gọi Matthew khi ông đang ngồi ở bàn thu thuế. Người nói, anh hãy theo tôi. Ông ấy đứng dậy đi theo người. Thái độ của viên thu thuế làm cho mọi người ngạc nhiên, vì ông đã bất chấp mọi dư luận và sẵn sàng bỏ cái nghề hái ra tiền và đi theo Chúa Giêsu. Thời bấy giờ, người làm nghề thu thuế thường bị xã hội khinh miệt và xa lánh. Chúa Giêsu đã vượt qua mọi biên giới, mọi quan niệm, mọi rào cản mà đến với người thu thuế. Không những thế, Chúa Giêsu còn ngồi đồng bàn với những người bị cho là tội lỗi. Người đã nhìn họ bằng ánh mắt cảm thông và tha thứ, đến với họ bằng sự kiếm tìm chân thành, bằng tất cả sự trân trọng của một con người, một bệnh nhân đang cần thầy thuốc chữa trị. Đối với người Do Thái, bữa ăn có tính thiêng liêng, đó là lúc người ta thông hiệp với nhau, nên một trong tình bạn và cùng chia sẻ với nhau một thứ đồ ăn thức uống. Chính vì thế, ngồi ăn uống với người tội lỗi là điều không được phép, là bị mang tiếng xấu. Thái độ của Chúa Giêsu mang đầy tính nhân văn cao đẹp, biểu hiện ở chỗ Ngài luôn tôn trọng phẩm giá con người, mặc dù tội lỗi thì xấu xa và đáng trách. Chúa Giêsu khẳng định rõ về sứ mạng của mình, tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Chúa Giêsu đã đến chia sẻ thân phận con người như chúng ta. Ngài đã dạy ta sống hy vọng giữa những mất mát, đau khổ, giữa cảnh tối tăm sợ hãi. Chính Chúa còn làm gương cho chúng ta khi đón tiếp người tội lỗi. Đi đến đâu, Chúa Giêsu đều cứu chữa những thương tật của con người. Kẻ què đi được, người điếc được nghe, người mù được xem thấy và kẻ nghèo đón nhận được tin mừng. Con người và thế giới hôm nay bị tổn thương về nhiều mặt. Họ đang cần được yêu thương, được chăm sóc và chữa lành. Khi nói về ơn tha thứ của Thiên Chúa, Đức Thánh Cha Phanxicô đã xác tín mạnh mẽ. Chúa không tha thứ bằng sắc luật, nhưng bằng một cái vuốt ve. Lòng thương xót của Chúa như bầu trời đầy sao, nhưng khi mặt trời xuất hiện vào buổi sáng sớm, với ánh sáng rực rỡ của nó, chúng ta không nhìn thấy ngôi sao nào nữa. Lòng thương xót của Chúa cũng vậy, một biển ánh sáng yêu thương và trìu mến. Vì Chúa không tha thứ bằng sắc lệnh, nhưng với lòng trìu mến. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã khiêm tốn cúi xuống thân phận phàm nhân hèn yếu để nâng chúng con lên làm con cái Chúa. Chúa đã xóa bỏ mọi khoảng cách để làm bạn với những ai bé nhỏ nghèo hèn. Xin cho chúng con biết vượt qua con người yếu đuối của mình, biết mở rộng tâm hồn để tôn trọng và yêu thương hết mọi người, dù họ là ai, dù họ giàu hay nghèo, giỏi hay dốt.
Xin dạy chúng con mỗi ngày biết đối xử với mọi người bằng tình thương trìu mến, vì chúng con cũng là những tội nhân cần được yêu thương và tha thứ. Amen. Và Chúa vẫn mãi mãi yêu ta dẫu khi ta không biết nhà. Dù Chúa vẫn mãi mãi thương ta dù khi ta quên ơn nhà. Chúa đã đến với ta một lần thấy cho ta một đời. Chúa đã chết cho ta một lần yêu thương mãi. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.